Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá sầu riêng để cho quý bà con mình tham khảo. Thì hôm nay đó là tin vui là giá sầu riêng tăng nha bà con, tăng ở cả miền Tây cũng như là miền Đông Nam Bộ, với cả sầu riêng Mon Thông cũng như là ri sáo luôn. Thì cụ thể giá hôm nay như sau, mời bà con mình theo dõi ở trên màn hình cũng như lắng nghe Kênh Nhà Nông Miền Tây chia sẻ nha. Ở miền Tây đó thì Mon Thông hôm nay hàng úng hàng sâu bỏ ra có giá là 65-70, mua xô là 61-68 nha bà con. Thì bà con lưu ý là nếu mà mình bán hàng lựa loại nhất, loại nhì, loại ba đó thì giá là nó có nhỉnh hơn chút, nó cao hơn chút nữa nha bà con nha. Tuy nhiên ở đây mình bán thì dễ á, thì mình bán xô nè, bán lựa hàng úng hàng sâu bỏ ra thì giá nó cũng đồng đều hơn. Rồi tiếp theo sẽ là giá ri sáo ở miền Tây nha. Hàng úng hàng sâu bỏ ra là 54-59 ngàn nè, mua xô là 50-56 ngàn. Tiếp theo sẽ là giá sầu riêng ở miền Đông Nam Bộ. Sầu riêng Mon Thông hàng úng hàng sâu bỏ ra là 58-64 ngàn đồng, mua xô là 53-60 ngàn đồng. Còn ri sáo thì hàng úng hàng sâu bỏ ra là 47-54 ngàn đồng, mua xô là 43-47 ngàn đồng. Giá này là giá mua tại vườn nha quý bà con, thì tùy nơi tùy khu vực mà nó có thể chênh lệch 1-2 ngàn nữa, quý bà con mình lưu ý nha. Rồi cảm ơn quý bà con mình đã theo dõi Kênh Nhà Nông Miền Tây nè. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung khác. Xin cảm ơn và xin chào.